MC Kỳ Duyên khoe quà sinh nhật từ chồng của thứ hai. Nhan sắc tuổi 59 của MC Kỳ Duyên. MC Kỳ Duyên chia sẻ về món quà sinh nhật từ Trịnh Hội. Cả hai từng có 4 năm sống chung và bị đồng tái hợp từ năm 2020. MC Kỳ Duyên vừa đón sinh nhật lần thứ 59. Một trong những món quà gây chú ý của mẹ hai con là bó hoa tươi từ Trịnh Hội, chồng của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chia sẻ những cách hoa mộc mạc như tình yêu anh trao em. Giản dị, tự nhiên, không màu mè, nhưng bền bỉ và lâu tàn hơn bất cứ loại hoa nào một lớp ít, thanh chiêu anh trịnh Hội mối quan hệ giữa kỳ duyên và chồng cũ thứ hai gây chú ý trong 4 năm qua cách đây không lâu kỳ duyên đăng ảnh tình tứ bên trịnh Hội khi cả hai dự một đám cưới nhân dịp ngày của cha ngày 16 tháng 6, kỳ duyên đăng loạt ảnh trịnh hồi bên các con đồng thời cảm ơn chồng cũ cô viết cảm ơn anh đã luôn là người cha thương yêu nâng đỡ và công bằng với tất cả con của chúng ta con nít học hỏi bằng cách ghi nhận và bắt chước người lớn vì vậy em rất hạnh phúc khi con mình có một tấm gương sáng để soi theo và tất nhiên đã là người cha tốt thì không thể nào là người chồng tệ. Phải không? Trịnh Hội và Kỳ Duyên kết hôn năm 2004 rồi chia tay năm 2008. Vài năm trở lại đây, cả hai sánh đôi bên nhau làm giấy nghi vấn tái hợp. Kỳ Duyên không lên tiếng về những đồn đoán về mối quan hệ hiện tại giữa cô và Trịnh Hội. Kỳ Duyên vẫn đẹp đôi bên Trịnh Hội dù hơn chồng của năm tuổi. Vừa qua sinh nhật lần thứ 59 và đang hướng đến mốc 60 tuổi, nhưng MC Kỳ Duyên vẫn được nhiều người khen trẻ đẹp, nhan sắc như thách thức thời gian. Kỳ Duyên khoe ảnh chụp ở một khách sạn tại Hà Nội, đầu tháng 7. được MC tôn dáng mảnh mai với áo dây kết hợp chân phải dài. Kỳ Duyên cho biết vừa mừng tuổi 59 hôm ngày 30 tháng 6. Nhiều bạn bè, khán giả nhận xét MC sinh năm 1965 dường như hết tuổi, sắc phúc không thay đổi nhiều theo thời gian. Kỳ Duyên mặc váy xuyên thấu, bơ sát đi ăn cưới một người bạn ở Mỹ, hồi tháng 6. Nhà thiết kế võ Việt Chung, ca sĩ Quang Dũng, MC Anh Quân và nhiều người trầm trồ khen Kỳ Duyên đẹp xuất sắc. Kỳ Duyên cho biết chị đang tiến tới tuổi 60 nhưng không cảm thấy áp lực mà vẫn sống thoải mái, vui vẻ, hết mình cho hiện tại. Hiện nữ MC ăn chay, tập yoga, thể dục ngồi tiền hàng ngày để giữ gìn sức khỏe, phóc dáng. Bên cạnh nghề dẫn chương trình, làm diễn viên, Kỳ Duyên bật mí chỉ còn thiết kế trang sức và từng tự làm mẫu, giới thiệu sản phẩm của mình tới mọi người. Kỳ Duyên khoe sắc khi diện áo dài truyền thống, làm mẫu ảnh, đầu năm 2024. Kỳ Duyên cho biết chỉ có chuyên gia trang điểm ruột Nhật Bình luôn đồng hành hỗ trợ chăm chút dung nhan khi dự các sự kiện của làng giải trí hoặc lúc chụp ảnh, đóng quảng cáo. Ngoài đời, kỳ duyên chuộng phong cách thời trang đơn giản, năng động. Chị vẫn giữ thói quen tự lái xe đi chơi vào những ngày rảnh rỗi, khi trời đẹp, ở Mỹ. Theo nữ MC, chính nhờ tâm trí bình an, cân bằng, không lo sợ, bận tâm về chuyện tuổi tác nên chị trẻ lâu, có thể tận hưởng cuộc sống một cách chậm đãi, ý nghĩa hơn. Dung mạo kỳ duyên được nhiều người nhận xét rất giống mẹ chị, bà Tuyết Mai. Những lần đi biển, Kỳ Duyên có dịp phô diễn đường cong trong những bộ áo tắm cắt xẻ phóng khoáng. Theo nữ MC, hiện chị vẫn đi về liên tục giữa Mỹ và Việt Nam để vừa làm việc vừa ở thăm hỏi, gặp gỡ người thân bạn bè.